Các bạn đang nghe truyện ngẫu nhiên bày quầy bán hàng khách hàng đuổi theo tôi 10 con phố trên kênh TV Audio CV. Chương 547, lựa chọn ngay tại hiện trường, 1. Có thể không đủ ăn chắc, nhóm khách hàng ruột nhìn Tiểu Bạch cười đầy tự tin, không nói gì nữa. Anh có thể tự tin như thế là chuyện tốt, ít nhất khách hàng bọn họ không cần lo lắng không đủ ăn. Vậy thì tốt, anh trai hào phóng, chúng tôi có thể ăn no bụng hay không đều dựa vào anh hết đấy sau khi biết không thiếu nguyên liệu nhóm khách hàng ruột xem bảng giá xong cũng không khách sáo thấy cái gì lấy cái nấy không để sót bất cứ món nào mọi người như thể chưa ăn cơm nhìn nguyên liệu là hai mắt tỏa sáng lấp lánh khiến tiểu bạch ở cạnh đó cảm thấy sợ hãi mấy người này bao lâu không ăn cơm rồi trời thịt ngon lắm lấy thêm chút thịt rau quả để giảm mệt mỏi có thể lấy một ít lá rau tươi tôi thấy có đến mấy loại rau ăn lá còn có lá rau màu tím nữa. Nhóm người cầm khay của mình đi tới đi lui giữa các bàn trong phòng bếp. Thấy món gì thích ăn sẽ lấy ngay. Những thứ có thể giữ lại đến hiện tại toàn là phần có thể ăn được hay thấy trong các quán đồ nướng thông thường. Những bộ phận hiếm hoi đã sớm bị nhóm nhân viên ăn sạch. Khách hàng của tìm một vòng không thấy bầu dục, cực, đâu, nhìn thoáng qua mấy người vẫn đang chọn xiên, lặng lẽ nhích đến trước mặt tiểu bạch, cười hê hê, nhỏ giọng hỏi, anh đẹp trai cho hỏi có bầu dục không bầu dục nướng ăn ngon lắm đấy đó là món mà một vài nam giới nhất định sẽ gọi khi đi ăn đồ nướng tiểu bạch cũng nhỏ giọng trả lời tất cả nguyên liệu đều là hàng tươi mới được nuôi và giết thịt trong ngày ở nông thôn không phải mua bên ngoài thế nên có vài bộ phận ăn xong sẽ hết hàng ví dụ như bầu dục ít lắm đã sớm bị ăn sạch sẽ rồi khách hàng cũng nghe xong lộ rõ vẻ thất vọng ăn đồ nướng không có bầu dục cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó lúc này một khách hàng cũ khác nghe hai người nói chuyện sắp qua trò chuyện chung nhỏ giọng nhắc nhở khách hàng phía sau còn đông lắm chúng ta có thể giết thịt thêm mà sau đó chúng tôi đặt trước món bầu dục tiểu bạch cũng được thế là lúc đại đông dẫn nhóm khách hàng tiếp theo đi vào phòng bếp tiểu bạch lên tiếng chào hỏi với anh rồi gọi người đi giết dê bò May mà anh biết hôm nay sẽ bận rộn nên đã sớm đánh tiếng, bảo người trong trang trại ở lại tăng ca. Nếu không sẽ không tìm được ai đến giúp một tay. Khi khách hàng đến nơi càng lúc càng đông. Nhóm khách hàng cũ ở Giang Đông sắp bùng nổ nồi. Mã Minh, người thường livestream hàng ngày, khi thấy tin tức kia lập tức đóng like ngay, không giải thích một câu, chỉ vội lao thẳng đến trang trại. Tuy trong phòng live của anh có rất nhiều fan địa phương, nhưng dẫu sao cũng là trên mạng, nếu bị người ta phát hiện cũng không hay thế nên vẫn là mình ăn trước rồi tính tiếp tin tức tốt thế này với cả chưa quá muộn người nào biết người đó sẽ xông về phía trang trại vì mọi người đều biết tin nên chẳng mấy chốc tất cả hình ảnh và video trên đường đi ở hiện trường cũng như tình trạng ủng tắc ngay ngã tư đến trang trại đều được cập nhật theo thời gian thực tế những khách hàng đến muộn vì ở quá xa còn cả một đoạn đường dài nữa mới đến được trang trại mà đã gặp phải tắt đường bất đắc dĩ lấy điện thoại ra hỏi thăm tình hình con đường phía trước mọi người cũng không bỏ gần tìm xa ấn vào khu tin nhắn của phần mềm nhỏ không ngừng vuốt màn hình xe phía trước đến đâu rồi có nhúc nhích gì chưa tình hình ở hiện trường thế nào xác nhận là ông chủ lâm đang bày quầy bán hàng rồi hả rốt cuộc cái gì chắn đằng trước vậy sao không di chuyển được hơn nửa đêm thế này, bỏ xe lại đây chạy đi được không? Tôi chạy qua đó còn tốt hơn ngồi mãi chỗ này. Không thì chúng ta bỏ xe ở đây chạy đi ăn đi. Đến lúc đó, cảnh sát giao thông tới sẽ bị trừ điểm và phạt đấy. Các anh em, tôi nhớ trong nhóm chúng ta có cảnh sát giao thông nhỉ. Các anh có thể ra ngoài điều khiển giao thông không vậy? Người này vừa nói xong đã thấy một người đàn ông chạy ra khỏi dòng xe cổ phía sau vừa chạy vừa mặc đồng phục cảnh sát giao thông vào. Tốc độ này làm mọi người nhìn mà hai mắt sáng rỡ. Á đù mé, vừa nói cảnh sát giao thông, cảnh sát giao thông có mặt thật này. Chắc là không lâu nữa sẽ thông xe. Các anh làm tốt lắm. Người đàn ông kích động gào to với viên cảnh sát giao thông đang chạy đến chỗ tắt đường phía trước. Tất cả mọi người đều đến vì ông chủ lâm, cứ bị kẹt ở đây mãi thì ăn cám cả đám, chờ hết ung tắc, món ăn đã nguội lạnh, xe cộ ùn tắc hàng dài, cảnh sát giao thông chạy tận mấy phút mới đến nơi, sau đó bắt đầu làm việc, điều khiển giao thông. Trong đợt ùn tắc này, trên đường có cảnh sát giao thông là chuyện ngoài dự đoán. Không bao lâu, cuối cùng thì dòng xe đã có thể di chuyển. Trên mỗi chiếc xe, người có thể chạy đi đều đã chạy, chỉ còn lại tài xế là không chạy được. Thịt nướng ở ngay trước mắt, người phía trước đều ăn được, ai quyết tâm chậm rãi chờ đợi còn không bằng chạy qua đó xếp hàng trước rồi nói sau. Nhóm tài xế tăng tốc lái xe, thấy liên tiếp có người xuống xe trên đường để chạy về phía trước thì vô cùng ghen tị. Đặc biệt là trong nhóm chắc, còn có khu tin nhắn trong phần mềm nhỏ, người của nhóm đầu tiên đến hiện trường đều đã ăn được. Hơn nữa, nguyên liệu không đủ, trong trang trại đã bắt đầu giết thêm heo, bò, dê. Dù đang đêm hôm khuya khoắt nhưng bên trong trang trại vẫn đèn đuốc sáng trưng không chỉ có người giết thịt, còn có những khách hàng chủ động xin đi giết giặc phụ giúp. Mọi người chưa bao giờ thấy cách thức nướng thịt mới lạ như vậy trước đây. Không chỉ nguyên liệu được làm thịt ngay tại chỗ, mọi người còn có thể vây xem bên cạnh, ăn những nguyên liệu hoàn toàn tươi mới. Hơn nữa còn có thể lựa chọn tại hiện trường. Tôi ăn nạc thăng lợn. Thịt thăng mềm lắm, trên xiên chỉ có một ít thịt, tôi phải ăn mấy xiên mới đã. Tôi thích ăn thịt ba chỉ, lấy mấy sâu thịt ba chỉ là ok rồi. Xiên thịt nhỏ cũng ngon nữa. Chỉ cần cắt thịt đùi ở sau thành miếng nhỏ, sau đó xiên thêm mỡ rồi mang đi nướng, thơm phức luôn. Thấy bát huyết lớn đặt trên ghế, nhóm khách hàng cũ đứng phụ giúp bên cạnh đã bắt đầu lặng lẽ suy nghĩ lát nữa nên ăn phần nào. Mọi người chưa từng ăn thịt xiên nướng nào tươi thế này. Còn chưa ăn mà nước miếng đã chảy dài. Đèn đường trong đêm cũng không sáng bằng ánh mắt họ mọi người nhìn chằm chằm vào con lợn sắp bị xẻ thịt, đôi mắt phát sáng. Mọi người đừng chờ ở đây, bên cạnh đã thịt xong gà rồi, có thể đến đó chọn vài xiên. Giết thịt gà rất nhanh, cứ một đường ngay cổ rồi vặt lông. Sau khi nhổ lông xong là có thể cắt thành miếng, sâu vào xiên. Đám người mới nãy còn vây xem lợn, lúc này đã chạy đến khu vực giết gà. Ôi má ơi, con gà này ngon mà còn có trứng nữa, đây có phải là trứng gà non không? Đúng đúng, tôi thấy lòng đỏ trứng bên trong gà nướng được gọi là trứng gà non. Tôi còn chưa ăn đồ nướng ông chủ lâm làm lần nào. Dì ơi, lấy cháu một sâu trứng này đi. Ba mẹ của con ơi, đây đều là gan tươi kìa. Thịt thì vẫn ổn, chỉ có một chút lòng gà này thật sự không đủ ăn. Lấy tôi một sâu da gà và một sâu gan gà luôn. Tôi cũng muốn một sâu trứng gà non. Các dì làm việc trong trang trại thấy một con gà chỉ có bốn năm cái trứng non nhưng lại có nhiều người chọn như vậy khó chia quá đi các gì bối rối khuyên chỉ có bốn phần trứng gà non cho mọi người chọn thôi phần trứng còn lại nhỏ quá không xuyên được các gì vốn tưởng đông người thế này mọi người có thể sẽ tranh cãi ầm ĩ chỉ vì chút chuyện gọi món đang thấp thỏm chờ đợi chợt nhận ra nhóm người này rất dễ nói chuyện không sao ai gọi trước thì cho người đó chúng tôi ăn cái khác toàn là món do ông chủ lâm làm cả dù có là cỏ nướng cũng ngon, ăn gì mà không được. Chí lý, lấy tôi 10 xiên thịt gà trước nhá. Nhóm khách hàng cũ cùng nhau tìm kiếm ông chủ lâm lâu như vậy, ít nhiều gì cũng có cảm tình cách mạng. Hơn nữa, tất cả mọi người đã lâu không ăn được món ngon ông chủ lâm làm. Có ăn là được rồi, không ai kén chọn. Không vội tranh giành, nếu không, ngược lại còn trì hoãn chuyện quan trọng, chỉ có ăn vào miệng mới chắc chắn nhất. Nói đến thì bên ngoài còn tắt đường không. Bọn họ là nhóm thứ ba đến trang trại. Mọi người đã bắt đầu vào tiệc nướng. Người của hai nhóm trước đã ăn xong mà người phía sau vẫn chưa hết tắt đường à? Tôi vừa đọc tin nhắn trên nhóm. Trong số các khách hàng có cảnh sát giao thông. Có lẽ mọi người sẽ đến nhanh thôi. Wow Dì ơi, mề gà này làm sạch xíu nhá. Lấy cháu hai xiên loại cắt miếng ấy à? Mọi người đều dùng hết sự chú ý vào việc ăn uống không quan tâm bất kỳ điều gì khác dù nói gì thì cuối cùng câu chuyện vẫn sẽ quay lại vấn đề ăn uống trong không khí tràn ngập hương vị của xiên nướng mọi người bị mùi thơm quẩn quanh nhìn nguyên liệu sờ sờ trước mắt đều nuốt nước miếng chỉ lo tưởng tượng xiên nướng ngon tới cỡ nào thèm muốn chết luôn nhìn những người phía trước ăn ngon lành biết bao còn có chỗ ngồi và cả rượu nữa lúc đến đây tôi mãi nghĩ đến chuyện ăn đồ nướng mà quên mang bia cứ tưởng chỗ ông chủ lâm không có rượu, không ngờ trong trang trại lại có rượu. Không nghĩ tới lần này ông chủ lâm vậy mà bày quầy bán đồ nướng trước cổng trang trại. Thử hỏi ai có thể ngờ được chứ? Nguyên liệu nhiều như vậy, hèn gì ông chủ không giới hạn số lượng. Lúc tôi vừa nghe được câu này còn cho rằng có người cố ý trêu đùa mọi người, ông chủ lâm mà cũng có lúc không giới hạn số lượng ư. Đây là nhờ ông chủ hợp tác với trang trại, nguyên liệu có thể tùy ý sử dụng à. Không phải đâu, tôi nghe người trong trang trại nói nơi này là của ông chủ Lâm. Thật hay giả đấy? Dì ơi, trang trại này là của ông chủ Lâm ạ? À. Bình thường, dì đang chặt thịt gà phụ trách trồng rau trong trang trại. Bây giờ tạm thời được điều qua lo việc giết gà. Dù chức vụ không cao, nhưng bà cũng biết cấp trên trực tiếp của mình là ai. Đặc biệt là khi cấp trên trực tiếp của dì là ông chủ Lâm, sau khi được ăn tiệc nướng một lần, ai còn không biết đến ông chủ lâm nữa, trang trại là sản nghiệp của ông chủ lâm đấy. Dì gật đầu trả lời, xác nhận vấn đề này. Mọi người đều cảm thấy sốc, thoáng hoảng hốt nhìn một vòng hoàn cảnh trang trại. Trọng lớn đến mức trong đêm không thể nhìn rõ điểm cuối. Chỉ có thể thông qua ánh đèn để thấy được các loại rau ở từng khu vực, còn có khu vực chăn nuôi. Những khu vực rộng hơn thì không thấy rõ. Khu vực thật sự quá lớn nếu đến vào ban ngày chắc chắn có thể nhìn rõ hơn. Trên mạng lan truyền tin ông chủ lâm rất giàu, mọi người chỉ nghe một chút rồi bỏ qua. Thẳng đến lúc này, mọi người thấy ông chủ lâm giàu thật, cảm giác đó khác bọt hẳn. Ê, e, nếu ông chủ lâm không giàu thì tốt quá, lúc đó cậu ấy vì kiếm tiền sẽ bày quầy bán hàng mỗi ngày, chúng ta cũng có thể ăn mỗi ngày luôn. Đáng tiếc quá đi. Khách hàng cũ tiếc núi nói. Nghĩ được vậy cũng hay thật vài khách hàng khác đều không nhịn được dù ông chủ lâm không giàu đi nữa có tay nghề thế này sớm muộn gì cậu ấy cũng trở thành người giàu thôi có lý aaa tôi chọn xiên nướng xong rồi tôi nhờ ông chủ lâm nướng cho đây lâm chu thấy ngày càng nhiều người đến bận tới chân không chạm đất nhóm nhân viên trong cao ốc đều đã rời đi hai cha con họ trương thấy đông người mọi người vô cùng bận rộn còn chủ động đến giúp tiếp đãi khách đến cả những vệ sĩ do họ dẫn theo cũng trở thành nhân viên phục vụ nhóm khách hàng cũ đã bao giờ được đối xử thế này đâu mọi người đều được quan tâm chu đáo đến kinh ngạc thời điểm ăn một phần bò bít tết ba nghìn tệ trước đó còn không có đãi ngộ thế này đâu có cả chỗ ngồi và nhân viên phục vụ nữa lâm chu để ý thấy một màn này vội bảo quản gia tôn đưa nhóm chú trương trở về hơn nửa đêm rồi sao có thể bắt chú trương phụ giúp được tôi đi ngay đây ạ à. quản gia tôn thấy màn này cũng giật nảy mình mau chóng đặt hết xiên nướng trong tay xuống chạy đến cầm lấy khay sắt trong tay trương kiến quân ngài trương sao ngài có thể làm việc này này chẳng phải vì tôi thấy đông người quá mọi người bận bịu làm không xuể đấy à chúng tôi ăn chực uống trực, giúp một chút có là gì trương kiến quân rặt một vẻ ít thấy thì lạ nhiều nhìn quản gia tôn cười trêu đùa nói vậy cũng không được cậu Lâm bảo tôi đến tiễn mọi người về ạ. À. Sắp hơn 11 giờ rồi, ngài nên nghỉ ngơi đi. Hơn nữa, ngày mai tổng giám đốc Trương còn đi làm, phải về thôi ạ. À. Quản gia Tôn thuyết phục Trương Kiến Quân xong lại đi thuyết phục Trương Minh Viễn. Cuối cùng, vẫn là Lâm Chu ra tay, khuyên ba người họ quay về cùng các vệ sĩ. Nếu không, họ thấy hiện trường nhiều người như vậy, không đủ chỗ ngồi, mọi người chen chúc nhau nhất định sẽ không nhịn được muốn phụ giúp. Ở đây nhiều khách như thế, không biết còn phải làm việc vất vả đến mấy giờ. Cậu thấy họ đang giúp thì vô cùng lo lắng, không bằng khuyên người quay về trước đã. Lâm Chu đã sớm quen với tình huống này, có thể xử lý được. Lúc đến, hai cha con họ trương ngồi riêng trên hai chiếc xe, nên lúc đi cũng ngồi hai chiếc xe về. Khi nhóm người bước đến nơi đổ xe, thấy toàn xe là xe, ngã tư bị vây chặt như nêm cối thì trố mắt nhìn. Ảch! À, thế này! Làm sao lái xe ra ngoài đây? Người chen không lọc đâu ạ, à, để tôi xem có thể lái xe ra được không." Vệ sĩ nói xong, chật vật lách vào khe hở giữa hai chiếc xe. Sau đó thì mắc kẹt ở giữa. "Tổng." "Tổng giám đốc Trương." "Tôi bị kẹt rồi, có lẽ chúng ta phải gọi xe kéo thôi." Lúc đầu, Trương Minh Viễn cảm thấy hơi say, nhưng gió lạnh thổi một hồi bỗng chốc hoàn toàn tỉnh táo không ngờ nhóm khách hàng của Lâm Chu đến đây đổ xe chật ních. Khi mấy người này đổ xe đều không nghĩ liệu lát nữa lúc về có thể ra ngoài được không hay gì, mỗi người cứ thấy có chỗ trống là đổ xe đủ kiểu, làm người ta nhìn mà đau cả đầu. Tìm xe kéo đi rồi bảo người cử xe khác đến đón chúng ta. Vệ sĩ khác nghe vậy, yên lặng đi sang một bên gọi điện thoại. Một lúc sau, anh ta trở lại với vẻ mặt lo sắc, tổng giám đốc trương, con đường này bị ùn tắc nãy giờ, xe không vào được, chỉ có thể đi đến ngã tư tiếp theo mới có thể đón xe thôi ạ. À. Vệ sĩ còn cố ý kiểm tra bản đồ, đoạn đường này phủ đầy một mảng đỏ rực, dự tính ủng tắc trong 10 phút. Nói là 10 phút, nhưng rất lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cha con họ Trương. Có vụ này nữa hả? Ba đã nói Phan của Tiểu Lâm rất đông mà, sớm muộn gì cũng nổi tiếng toàn cầu. Trương Kiến Quân nói xong câu này, mọi người đang có mặt ở đó đều co quắp khóe miệng. Bọn họ đều tin tưởng câu này. Vấn đề là bây giờ làm thế nào đây? Trương Kiến Quân thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, gật đầu cười ha hả đi về phía trước. Đi thôi, mới ăn no xong nên đi dạo cho tiêu hóa. Phải một lúc nữa xe mới đến, thời gian vừa vặn. Trương Minh viễn thở dài, nhỏ giọng hỏi Lục Thiển có thể đi hay không. Nếu cô không đi nổi thì anh sẽ cõng cô. Lục Thiển đỏ mặt, ở đây nhiều người như vậy, ngại muốn chết lục thiển vội lắc đầu đúng lúc cô cũng ăn quá no dạ dày đang khó chịu đi bộ một chút khá tốt các vệ sĩ còn lại nhanh chân đuổi theo để lại vệ sĩ bị kẹp giữa hai xe đeo kính râm nước mắt lưng tròng nhìn bọn họ rời đi anh ta cũng ngu ngốc khe hở này nhỏ như vậy sao có thể qua lọt anh ta vậy mà còn ráng chui qua bây giờ ra không được mà tiếng cũng không xong tài xế xe kéo đến sẽ cười nhạo anh ta mặt mũi vệ sĩ lạnh lùng của anh ta biết giấu đi đâu nhóm khách hàng bị kẹt ở ngã tư đợt này rời đi đợt khác lại kéo đến phía sau còn có dòng người liên tục đổ xô đến trang trại đã giết lợn ngay tại hiện trường luôn rồi ai có thể nhịn không ăn những xiên nướng này hả video giết lợn ở hiện trường kia vừa đăng lên đã hấp dẫn không biết bao nhiêu người đồ nướng tươi mới bật này còn là do ông chủ lâm làm nếu bỏ lỡ mọi người sẽ khóc chết luôn hơn nữa ông chủ còn không giới hạn số lượng. Thế nên, ngày càng nhiều người sống sau xô sống trước lao đến. Một mình khách hàng làm cảnh sát giao thông không giải quyết được, bèn gọi đồng nghiệp đến. Lúc này, ai nấy nhìn nhóm người nhà họ Trương có dáng vẻ ăn no uống say bước ra khỏi trang trại, hai mắt ghen tị đến ửng đỏ, còn tưởng họ là nhóm khách hàng đầu tiên ăn xong ra về. Trong khi mọi người còn đang tắt đường ở đây. Sao lại có nhiều xe như thế chứ? ai không biết còn tưởng đây là tắt đường dịp tết nguyên đáng nữa cả buổi trời không nhúc nhích nổi một cm nhìn nọng cằm và bụng to này chắc chắn là ăn không ít một chủ xe nhìn nhóm người nhà họ trương đi ngang qua trên mặt lộ vẽ ghen tị đúng là khiến người ta ghen tị mà anh ta bị kẹt ở đây suốt buổi chỉ có thể nhìn người khác ăn ngửi mùi vị kết quả có người đã ăn xong ra về rồi hỏi sao không làm người ta ghen tị đây Hai, cha con họ trương một đường đi qua, bởi vì ăn quá no mà ai cũng ôm bụng. Đó là cảm giác tiêu hóa sau bữa ăn. Người nào nhìn vào dáng vẻ khoan thai, mãn nguyện kia cũng phải mơ màng. Những chủ xe trong dòng xe ùn tắc khen tị đến đỏ cả mắt. Trương kiến quân càng già càng dẻo dai, ngày nào cũng rèn luyện, sức khỏe có vẻ còn tốt hơn Trương Minh Viễn, đi phải gọi là tốc độ nhanh như chớp. Gần đây, Trương Minh Viễn ăn nhiều, còn không chú ý rèn luyện, bắt đầu có chiều hướng hơi phát tướng hiện giờ anh gần như khó có thể bắt kịp ba mình chưa đi được bao lâu đã viện eo đừng thấy chỉ là một con đường nếu muốn đi bộ từ ngã tư này đến ngã tư tiếp theo cũng phải mất đến mười mấy hai mươi phút trương minh viễn mới đi một lát mà sắc mặt đã bắt đầu tái nhật lục thiển đỡ hơn một chút nhìn trương minh viễn vừa rồi còn nói muốn cổng cô bây giờ đang cần cô đỡ thoáng chốc không biết nên cười hay nên lo lắng cho sức khỏe của anh. Anh Minh Viễn còn đi được không? Nhớ lại lần đầu tiên bọn họ hẹn hò là đi leo núi, đối phương còn đi nhanh như bay. Hiện tại, khó nói lắm, không sao đâu, anh ăn no quá nên đi không nổi thôi. Trương Minh Viễn vẫn thế, mặt vét, duy trì hình tượng tổng tài bá đạo nhưng mặt mày trắng bệch, trên trán đổ đầy mồ hôi, lại còn ráng giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng người xem cũng cảm thấy buồn cười. Họ qua đường đúng lúc khách hàng ngồi trên xe mở cửa sổ ra cho thoáng, câu nói này lọc vào tai anh ta, chớp mắt anh ta không quản lý được biểu cảm của mình nữa. Dì cơ, ăn no quá nên đi không nổi hả, anh ta đã kẹt ở đây 20 phút rồi đấy, người đàn ông lập tức nhăn nhăn nhó nhó. Nếu không phải đám người chết tiệt này làm tắt đường, chắc chắn anh ta cũng ăn được đồ nướng ông chủ lâm làm rồi không dám tưởng tượng lúc anh ta ăn đồ nướng do ông chủ Lâm làm sẽ trở thành một chàng trai vui tươi sáng sủa cỡ nào. Người đàn ông lấy điện thoại ra, xem video của khách hàng đã ăn xong đăng trong nhóm. Dưới ánh đèn lờ mờ bên ngoài, có thể thấy đủ loại xiên nướng trong đó ngon đến mức nào. Những xiên thịt vàng ươm bóng loáng được chụp dưới ánh đèn flash, thấy rõ bột ớt và bột thì là bên trên. Ngoài ra còn có một ít màu nâu cháy cạnh trên bề mặt thịt xiên, mùi than củi xộc vào mũi. Thơm quá đi mất, người đàn ông say sưa hít vào, lắc đầu ngây ngất. Không đúng, cách một màn hình mà anh ta vẫn ngửi được mùi thơm à, sau đó, anh ta vừa ngẩng đầu nhìn phía ngoài xe đã thấy có một người bưng đĩa xiên nướng bước ra khỏi trang trại, đúng, người nọ đang đứng bên đường, vừa nhìn dòng xe ùn tắc bọn họ vừa ăn một ngụm lớn xiên nướng. Mùi thơm thịt nướng nhanh chóng lan tỏa khắp vùng. Lần lượt có người hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra lẳng lặng nhìn người đàn ông xiên nướng này rất nhanh từng chủ xe trong dòng xe dài thật dài đều hạ cửa sổ xe xuống và ló đầu ra nhìn người đàn ông xiên nướng thơm thật sự rất thơm tôi sống tới chừng này vẫn chưa từng ăn đồ nướng nào ngon thế này ôi má ơi ngon đỉnh của chóc người đàn ông xiên nướng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi như thể đang cảm thán vị ngon của món ăn cũng giống như đang khoe khoang làm nhóm chủ xe nhìn mà nghiến răng nghiến lợi thằng nhãi này quá thiếu đòn con cái nhà nào có ai quen biết anh ta không? tôi hơi ngứa tay lên đánh anh ta một cú có phạm pháp không? khoe khoang quan minh chính đại kiểu này anh ta chưa bao giờ chịu khổ đâu nhỉ? không được tôi không nhịn được nữa để tôi đến dạy anh ta cách làm người. đi 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 nếu không đi lên xiên anh ta thì tôi thật có lỗi với những gì anh ta đã làm. nhóm chủ xe anh một câu tôi một câu bọn họ còn chưa kịp mở cửa xe bước xuống không biết một con chó từ đâu chạy như bay đến, nhào tới chỗ người đàn ông xiên nướng. Cái đệt. Thao tác đột ngột xuất hiện này dọa nhóm chủ xe choáng váng. Thao tác này ập tới, chỉ thấy người đàn ông xiên nướng đang đắc ý không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không đề phòng, đĩa xiên nướng trong tay lập tức rơi xuống đất. Anh ta cũng bị đụng lui về phía sau mấy bước vì lực xung kích của chú chó này, suýt nữa đã không đứng vững ngã dập mông. Anh ta không có thời gian để ý đến tình trạng của mình, nhìn xiên nướng rơi hàng loạt thì hét lên hoảng sợ a à, xiên nướng của tôi âm thanh rít gào này khiến các khách hàng ở gần đó giật nảy mình đủ để chứng minh giọng hét kinh hoàng đến cỡ nào lúc này tất cả xiên nướng của người đàn ông đều rơi xuống đất toàn bộ quá trình diễn ra trong chưa đầy một phút chú chó không biết từ đâu bay đến ngoạm một miệng xiên nướng rồi vụt chạy đi bỏ chạy ngay trước ánh mắt tuyệt vọng của người đàn ông xiên nướng nhóm chủ xe bước xuống xe nhìn thấy cảnh này không giữ nổi vẻ mặt đau khổ lúc nãy nữa bật cười thành tiếng phục phục thật ngại quá tôi không cười anh đâu há 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 tôi không muốn cười đâu mà ngại quá đi chủ xe bước xuống xe trước mặt người đàn ông xiên nướng thấy dáng vẻ thê thảm của anh ta không kìm được vịn cửa xe cười gập cả người xung quanh không ngừng vang lên tiếng cười làm người đàn ông xiên nướng sụp đổ mặt mày đỏ bừng con chó ngu ngốc từ đâu đến hả tao với mày không đội trời chung a à a à à. đừng để tao tìm được mày người đàn ông nổi điên hét lên nhặt xiên nướng rơi trên mặt đất khóc đến đau lòng đây là xiên nướng ông chủ lâm làm đấy đây là lần đầu tiên anh ta được thưởng thức tay nghề của ông chủ lâm kể từ khi cậu đến nơi khác bày quầy bán hàng đây là xiên nướng anh ta lặn lội chạy xe trong đêm đến tận nơi sau khi thấy nhắc nhở trên phần mềm nhỏ trở thành nhóm khách đầu tiên mới mua được đấy bây giờ không còn gì cả. Cái gì cũng không còn, đàn ông ít khi rơi nước mắt, chỉ vì chưa chạm tới chỗ đau của họ. Người đàn ông xiên nướng không có xiên nướng, niềm vui đã mất. Không khống chế nổi tâm trạng đau khổ nữa, à thì, hình như nó là chó lang thang trong thôn kia, khó tìm lắm. Chủ xe đứng xem kịch vui bên cạnh còn sát muối vào vết thương. Thà người nọ đừng nói còn hơn, người đàn ông xiên nướng nhìn đống xiên rơi trên mặt đất bằng vẻ mặt dữ tợn cả đám chủ xe vây xem kịch vui đều cảm thấy không đành lòng dù lúc nãy dáng vẻ khoe khoang xiên nướng của người đàn ông thối này rất đáng ghét nhưng quả báo thật sự đến quá nhanh nhanh đến mức làm người ta không kịp chuẩn bị không cần bọn họ ra tay anh ta đã bị báo ứng rồi tất cả mọi người không biết nên nói gì mới phải cái đó không thì hẳn là trong trang trại có nước đấy anh đi rửa lại đi nhờ ông chủ lâm xử lý giúp anh một chút tất cả đều là mua bằng tiền, ném đi lãng phí thì tiếc lắm. Đây là xiên nướng của ông chủ Lâm mà. Người đàn ông xiên nướng nghe vậy, lên tinh thần hơn một tí. Đầu tiên, anh ta thận trọng nhìn một vòng xung quanh, không thấy con chó nào nữa mới nhanh tay nhặt xiên nướng trên đất lên cho vào đĩa. Đừng để tôi gặp lại con chó ngu ngốc kia. Nhìn những xiên nướng rơi rải rác trên mặt đất, nhóm chủ xe quanh đó cũng thoát ra khỏi cảm xúc hả hê. Đau lòng lắm chứ đùa. Đây là xiên nướng của ông chủ Lâm mà họ còn chưa ăn được, bây giờ lại bị một con chó làm đổ và cướp đi mất. Làm người ta đau lòng biết mấy, sớm biết thế này, còn không bằng chia cho mọi người ở đây nếm thử. Lãng phí rất đáng tiếc, nhóm chủ xe lần lượt thở dài, ai không biết còn tưởng chính bọn họ đã đánh rơi xiên nướng. "Hey, người anh em, xiên nướng ngon không?" Khách hàng chưa được ăn nhìn đĩa xiên nướng đã bị bẩn này vẫn có thể nuốt nước miếng, không nhịn được hỏi tò mò mùi vị quá đi người nọ vừa dứt lời anh trai bên cạnh không kìm được tiếp chuyện anh có bị ngốc không đấy đồ ông chủ lâm làm còn có chuyện không ngon à còn phải hỏi nữa hả đúng là khiến người ta nổi nóng đương nhiên tôi biết ăn ngon chỉ là tôi muốn biết mùi vị thế nào thôi anh xem dáng vẻ anh ta kìa còn có tâm trạng phản ứng chúng ta mà xiên nướng đã bị chó cướp mất rồi muốn khóc cũng không kịp vẻ buồn bã trên mặt người đàn ông xiên nướng chợt thay đổi hung dữ trừng mắt liếc nhìn anh trai vừa nói chuyện rồi mới bưng đĩa xiên nướng bẩn đi vào trang trại nhóm khách hàng vây xem nhìn bóng lưng người đàn ông đi về hướng trang trại không nói gì nữa ít nhất người ta đã có thể đi vào trang trại ăn xiên nướng còn bọn họ vẫn bị ngăn bên ngoài có gì đáng cười đâu chứ hai bầu không khí lập tức sa sút người đàn ông xiên nướng khóc thúc thích bưng đĩa xiên nướng không còn lại bao nhiêu đi đến trước mặt Lâm Chu. Ông chủ Lâm, xiên nướng của tôi bị chó đụng rơi xuống đất, còn cứu được không? Lâm Chu không ngừng động tác lật dở xiên thịt trong tay, sau đó rắc gia vị lên trên. Nghe vậy, cậu dương mắt nhìn xiên nướng trên tay người đàn ông. Thật sự chỉ rơi trên mặt đất, lăn một vòng thôi, sao lại bẩn thành thế này, Lâm Chu bất đắc dĩ vẫy tay để đại đông dẫn anh ta vào trang trại xử lý. Trước hết, chắc chắn phải làm sạch bụi bẩn dính trên thịt, sau đó xiên lại, hơ trên lò nướng cho khô, rồi rắc gia vị lên lần nữa. Có thể kết cấu sẽ hơi kém hơn nhưng ít nhất vẫn còn ăn được. Người đàn ông xiên nướng nhìn Lâm Chu sẵn sàng cứu xiên nướng của anh ta thì lập tức vui mừng đến nỗi xì bong bóng nước mũi. Lâm Chu. Đại Đông đứng bên cạnh làm trợ thủ cho Lâm Chu thấy bong bóng nước mũi này, thật sự không nhịn được vì cười. Phục, thật ngại quá vợ tôi sinh con rồi, không nhịn cười nổi. Đại đông nín cười nhận xiên nướng từ tay người đàn ông, dẫn anh ta đến phòng bếp rửa sạch. Lúc đầu, Lâm Chu không muốn cười, nhưng khi thấy màn này cũng không kìm được. May mà cậu đeo khẩu trang, có thể cười lén. Phút chốc đã qua 12 giờ, Lâm Chu thấy ngày càng nhiều người đến, bảo quản gia Tôn đi dựng bản thông báo ngay cổng trang trại, ghi chú thời gian mở cửa quầy đồ nướng tuần này là từ 7 giờ đến 12 giờ tối những xe không thể đến trang trại vì tắt đường, mời nhanh chóng quay về. Nguyên liệu trong trang trại nhiều không giới hạn, nhưng cậu cũng không thể bận rộn mọi lúc được, ít nhiều gì cũng sẽ mệt mỏi. Các đơn hàng trong tay gom lại đủ nhiều rồi, đoán chừng trước 2 giờ có thể dọn quầy. Hôm nay không thể tiếp đãi thêm khách nữa. Dù sức khỏe cậu tốt, không cảm thấy mệt mỏi, nhưng nhóm tiểu bạch đã bận rộn với cậu cả ngày cũng biết mệt mà. Cậu Lâm, 12 giờ liệu có quá muộn không ạ? À? Cậu đã làm việc mấy tiếng đồng hồ liên tục rồi. Quản gia tôn cầm bản thông báo, ngập ngừng nói. Không sao đâu, thật ra tôi không mệt lắm, chỉ việc nướng qua nướng lại thôi, đâu động tới những chuyện khác. Đã lâu không về Giang Đông bày quầy bán hàng, Lâm Chu thật sự nhớ các khách hàng cũ này. Đêm hôm khuya khoắt, mọi người biết cậu bày quầy bán hàng ở đây, ai cũng không ngại cực khổ chạy đến đây là điểm dừng chân của cậu sau khi xuyên qua lâm chu vẫn rất có cảm tình với nơi này có thể nói đây là nhà của cậu ở thế giới này bây giờ vất vả lắm mới quay về bày quầy bán hàng một lần sau này chưa biết bao lâu mới được về nữa cậu cố gắng hết sức để tất cả mọi người đều ăn được mai mốt lúc đổi chỗ bán mọi người cũng không quá buồn vâng ạ à, tôn đức nghiệp viết bản thông báo xong thì đặt trước cổng trang trại sau đó Ông còn lần lượt chào hỏi những tài xế trong dòng xe đang ùn tắc, bảo họ ngày mai lại đến. Dù nhóm khách hàng của Tiết Núi hôm nay không ăn được, nhưng đồ nướng tuần này không giới hạn số lượng, thời gian mở cửa còn rất dài, từ 19 giờ đến 24 giờ. trời đất ơi, chuyện này vui biết mấy, nhóm khách hàng cũ chưa từng trải qua những ngày tháng sung túc như vậy, không thể tin không bị giới hạn số lượng, tuần này ông chủ còn mở bán mỗi tối. Đúng là không khác gì nằm mơ, quả nhiên ông chủ lâm vẫn là yêu bọn họ nhất đi 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 cả tuần đều có là tôi yên tâm rồi nếu bây giờ không đi chờ người trong trang trại ăn xong quay ra có khi trở về sẽ tắt đường tiếp đấy lúc đó bọn họ mới có thể chạy ra ngoài được tôi vừa thấy có xe kéo đến kéo xe đi xem ra xe đổ phía trước không ra được coi như không phí công đi một chuyến biết được tin tức ngày mai có thể đến xếp hàng sớm chút Đến sớm hơn biết đâu còn có thể vào trong trang trại tham quan nữa. Tôi thấy họ giết lợn rất thú vị. Giết lợn xong có được ăn tiệc lợn tất niên luôn không? Phục, nghĩ gì thế? Lấy ra làm đồ nướng cả chứ. Sau khi nhóm khách hàng của bị ùn tắc thấy thời gian cậu mở cửa bán thì lần lượt rời đi. Muộn lắm rồi, ngày mai còn phải đi làm. Đến lúc đó tan làm sớm một chút, qua xếp hàng ăn đồ nướng. Khỏi phải nói, quá là hoàn mỹ khách hàng cũ là cảnh sát giao thông không ăn được đồ nướng của ông chủ lâm thì cũng thôi lại còn bị ép tăng ca cả đêm đồng nghiệp bị anh ta gọi đến càng vô tội hơn đây là đêm quẩy hết mình của nhóm khách hàng cũ ở giang đông đến tận rạng sáng vẫn còn rất nhiều ảnh chụp được truyền ra từ hiện trường hình ảnh mọi người ăn uống tiệc tùng lan truyền rầm rộ nếu không khoe ra ngoài sẽ không thể diễn tả được tâm trạng họ vào lúc này đương nhiên mọi người ngầm hiểu rõ phạm vi khoe khoang lần này chỉ âm thầm chia sẻ trong các nhóm khách địa phương là xong không có chuyện đăng lên mạng chưa kể đến khách hàng ở nơi khác của ông chủ lâm riêng khách hàng địa phương giang đông đã không biết bao nhiêu người hơn nữa địa điểm ông chủ lâm bày quầy bán hàng tuần này đã hoàn toàn lộ rõ mấy ngày kế tiếp có thể ăn được xiên nướng ông chủ lâm làm hay không đều phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người ngay cả nhóm học sinh tiểu học hơn nửa đêm chưa ngủ cũng đang bàn tán chủ đề này là khách hàng cũ của ông chủ lâm thân phận học sinh tiểu học này mang đến quá nhiều trở ngại cho bọn nhóc bình thường lúc đi học trừ khi bọn nhóc bị ốm làm gì còn cơ hội xin nghỉ nào khác cộng thêm địa điểm và thời gian ông chủ lâm bày quầy bán hàng đều không cố định nhóm học sinh tiểu học vốn không có cơ hội chạy theo nói gì đến được ăn vào miệng ngoài cháu gái của phương tuấn nhờ có người cậu là trưởng nhóm nên thỉnh thoảng còn có thể ăn ké được chút ít. Những đứa trẻ khác muốn ăn được món ngon ông chủ làm, chỉ có thể dựa vào người nhà. Bản thân các học sinh tiểu học không có thời gian và tự do đuổi theo ông chủ Lâm. Lần này, vất vả lắm mới có được tin tức ông chủ Lâm đang bày quầy bán hàng ngay tại địa phương. Nhóm khách hàng của học sinh này cực kỳ vui sướng. Nhưng chúng ta biết cũng có ít gì đâu trước đây mẹ tớ cũng biết vị trí của ông chủ lâm nhưng người đến xếp hàng quá đông không đến lượt mình mua trong nhóm học sinh tiểu học tất cả mọi người đang cân nhắc vấn đề này so với người lớn những học sinh tiểu học như bọn chúng đang ở độ tuổi không thể khống chế cảm xúc vậy mà khống chế được sự mê hoặc đối với món ngon bình thường học tập bận rộn chỉ có lúc bọn chúng rảnh rỗi mới có thể nhắc tới ba của tớ cũng nói căn bản không mua được kêu tớ đừng suy nghĩ nữa có cơ hội mới có thể ăn được nhưng tớ cảm giác đây là một cơ hội mấy người lớn không đáng tin gì cả tớ thấy việc này vẫn phải dựa vào chúng ta trần phong làm trưởng nhóm có nhận thức cực kỳ rõ ràng với sự qua loa của ba mẹ biết dựa vào ba mẹ căn bản không thể thực hiện được cả ngày bận rộn công việc muốn chết căn bản không có thời gian dẫn bọn chúng đi tìm quầy hàng của ông chủ lâm cho nên dựa vào người lớn còn không bằng tự bọn chúng nghĩ cách. Tớ có một cách. Hồ Gia Di co rút trong chăn cầm di động hiếp mắt đánh chữ. Lời của cô bé vừa nói ra, trong nhóm nhất thời im lặng đều đang đợi câu tiếp theo của cô bé. Hồ Gia Di, cậu có cách gì cứ nói đi. Đúng đúng đúng, nếu có thể, chúng tớ sẽ nghe cậu. Có phải trường chúng ta sẽ sắp xếp du lịch mùa thu, tớ nhớ có thể bỏ phiếu cho địa điểm du lịch mùa thu đúng không? chúng ta đi tìm giáo viên đề nghị ông chủ lâm nổi tiếng như vậy khẳng định giáo viên cũng muốn ăn đến lúc đó chúng ta đi đến địa điểm bày quầy hàng của ông chủ lâm để du lịch mùa thu không phải được rồi à hồ gia di nói xong những học sinh tiểu học trong nhóm còn chưa ngủ đều sôi trào thậm chí có người kích động không khống chế được kêu lên trực tiếp bại lộ chuyện rạng sáng mình còn chưa ngủ nên đón sự ngăn cấm của ba mẹ sau đó trực tiếp biến mất thời gian quả thật trễ lắm rồi, ngày hôm sau mọi người đều phải đi học, hẹn buổi sáng đến trường học tán gẫu, liền trực tiếp giải tán đi ngủ. Ngày hôm sau, một đám học sinh tiểu học vừa nghe chuông báo thức vang lên đã bò dậy. Cho dù thức đêm trên mắt mang theo hai quần thâm, cũng không thấy bọn chúng ngủ nướng trên giường. Ai nấy cũng tràn đầy tinh thần trèo ra khỏi giường, chạy đến trường. Thậm chí có đứa còn không kịp ăn sáng, đứa nào đứa nấy vừa đến lớp ném cặp xuống, đã sốt ruột vây lấy bàn của Hồ Gia Di, nghe cô bé nói chi tiết kế hoạch này. Đầu tiên, ông chủ Lâm chỉ bày quầy hàng một tuần, hôm nay đã là thứ ba, lúc này chúng ta thương lượng xong, chờ sau khi tiết đọc buổi sáng kết thúc, thì đi tìm chủ nhiệm lớp nói chuyện, thực hiện càng sớm càng tốt. Sau đó kế hoạch này là như vậy, trước tiên kêu lớp trưởng đi tìm chủ nhiệm lớp nói chuyện du lịch mùa thu, hàng năm thời gian này trường chúng ta đều sẽ tổ chức du lịch mùa thu, địa điểm được lựa chọn theo nơi mà chúng ta viết bỏ phiếu đến lúc đó toàn bộ chúng ta viết nông trường mà ông chủ lâm bày quầy hàng kêu giáo viên dẫn chúng ta đi như vậy vừa không cần làm phiền người nhà cũng có thể ăn được đồ nướng mà ông chủ lâm làm không thành vấn đề chứ một đám học sinh đều gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề kế hoạch này hoàn toàn có thể tiến hành sau đó tầm mắt của mọi người nhìn về phía trần phong trần phong là lớp trưởng chuyện tìm chủ nhiệm lớp này là chuyện nhóc phải làm trần phong cũng rất bình tĩnh gật đầu đây chính là kế hoạch mà bọn chúng thiết lập nhiều lần vì ăn món mà ông chủ lâm làm kế hoạch thành công ít ỏi không có mấy lần này là cơ hội hiếm có cỡ nào ông chủ lâm ở ngay trong thành phố chỉ cần kế hoạch của bọn chúng có thể thuận lợi tiến hành khẳng định có thể ăn được đồ nướng thơm ngon cứ như vậy đi còn có người chưa tới chờ khi mọi người đến đông đủ thì thông báo cho nhau kế hoạch của chúng ta chờ tớ đi đến văn phòng chủ nhiệm lớp trở về sẽ thông báo tình huống cho các cậu trần phong nói xong tất cả học sinh đã đến lớp đều trả lời trên mặt ai nấy cũng mang theo ý chí chiến đấu sụp sôi bọn chúng cực kỳ coi trọng kế hoạch tác chiến lần này ngay cả tiết đọc buổi sáng cũng không thì thầm to nhỏ mà là vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi kế hoạch thực thi thời gian trần phong đi tìm chủ nhiệm lớp tất cả học sinh trong lớp đều được thông báo vào chỗ đạt thành nhất trí trong văn phòng chủ nhiệm lớp nghe thấy trần phong đến tìm anh nói chuyện du lịch mùa thu cũng không kinh ngạc học sinh trường quốc tế của bọn họ trưởng thành khá sớm làm việc có quy hoạch có sắp xếp trước kia có biểu diễn hoặc là thi đấu gì học sinh không đợi trường học thông báo đã có thể biết từ sớm làm chuẩn bị cho nên chủ nhiệm lớp cũng quen rồi Đối với việc lần này các học sinh cũng thương lượng xong rồi đến tìm anh, chủ nhiệm lớp rất hài lòng. Được chứ, vậy thừa dịp thời gian tan học, chúng ta vào lớp làm bình chọn đi. Chủ nhiệm lớp bưng trà đi theo phía sau Trần Phong vào phòng học. Đi ngang qua các lớp khác, đều nhìn thấy lớp khác rất lộn xộn, ồn ào. Chỉ có lớp bọn họ, ai nấy đều ngồi ngay ngắn tại vị trí, im lặng, thật khiến người ta phải ghé mắt. Wow, hôm nay ngoan vậy à chủ nhiệm lớp nhìn dáng vẻ của những đứa nhóc đã biết tất cả mọi người rất chờ mong chuyến du lịch mùa thu này bằng không không đến mức chỉnh tề nhất trí chờ anh qua như vậy vẫn là quy tắc cũ viết nơi mấy đứa muốn đi lên giấy dựa theo đếm số phiếu đi nơi có số phiếu nhiều nhất chủ nhiệm lớp giống như mấy ông chủ ngồi không hưởng lợi ngồi bên cạnh bục giảng giao vị trí bục giảng cho trần phong lớp trưởng sắp xếp đi chỉ thấy chủ nhiệm lớp vừa dứt lời Mọi người bên dưới lặng lẽ lấy ra tờ giấy đã chuẩn bị xong, từng người xếp hàng đi lên bục giảng giao ra. Wow! Cái này cũng chuẩn bị xong rồi à, chủ nhiệm lớp trừng to mắt. Nhìn Trần Phong thích thú đọc mấy tờ giấy nội dung giống nhau, cảm thấy hơi phiền phức, nghĩ dù sao sau khi chọn ra vị trí, chủ nhiệm lớp cũng phải biết, còn không bằng trực tiếp ghi, lười đọc. Đọc mấy chục câu một lần cũng khá mệt. Vì thế Trần Phong cũng không diễn nữa, trực tiếp viết trên bảng đen địa điểm nông trường mà tuần này Lâm Chu bày quầy hàng. Tình huống gì, chủ nhiệm lớp sững sờ nhìn cảnh tượng này không ngồi ghế nữa, trực tiếp đứng lên, đầu tiên là nhìn thoáng qua các học sinh phía dưới, không một ai dị nghị về địa điểm, lờ mờ có dáng vẻ chờ mong. Xem ra mọi người đều thống nhất ý kiến rồi. Du lịch mùa thu lần này mọi người đều muốn đi nông trường chơi, nông trường này có tình huống gì mà anh không biết hả, các em không cho tôi lời giải thích nào à chủ nhiệm lớp cũng không ngốc nhìn thấy nơi này còn không hiểu những học sinh này đã thương lượng xong thì anh cũng không cần đi dạy nữa trần phong cười he he logic rõ ràng kể rõ với chủ nhiệm về kế hoạch của bọn chúng thầy ơi thầy có biết ông chủ lâm không chủ nhiệm lớp không vui gật đầu anh còn có thể không biết ông chủ lâm à người nổi tiếng của giang đông đó hiện tại quán ven đường ở giang đông nhiều như vậy đều là công lao của ông chủ lâm đông người ăn quán ven đường cũng nhiều hơn. Hơn nữa ông chủ Lâm còn từng bày quầy hàng bán kẹo hồ lô ở cổng trường bọn họ, lúc ấy chưa nổi tiếng như vậy, đến bây giờ anh còn nhớ rõ dáng vẻ đám học sinh điên cùng mua kẹo hồ lô. Không đúng, chủ nhiệm lớp đột nhiên phản ứng lại. Lúc này hỏi ông chủ Lâm, còn có địa điểm này, không phải là địa điểm bày quầy hàng tuần này của ông chủ Lâm chứ, chủ nhiệm lớp trừng to mắt dường như hơi không thể tin. Em đừng nói với thầy, đây là địa điểm bày quầy hàng của ông chủ Lâm nha. Trần Phong thấy chủ nhiệm lớp đoán được, lập tức ném cho anh một ánh mắt thầy đoán đúng rồi. Chủ nhiệm lớp nhìn đám nhóc thối tha này, khóe miệng co giật. Lập tức phản ứng lại đây là địa điểm bày quầy hàng tuần này của ông chủ Lâm, vui vẻ đến cười ra tiếng. Các học sinh nhìn thấy phản ứng này của anh, nghẹn nửa ngày, cũng kích động mở miệng nói chuyện, tiếng cười nói không ngừng. Ai ia à má ơi, vậy mà mấy đứa có địa điểm bày quầy hàng của ông chủ lâm chính xác không chủ nhiệm lớp kích động buông tách trà trong tay trong ánh mắt lộ ra vui sướng anh quá biết về ông chủ lâm anh luôn nghe nói nhưng trước giờ chưa từng thử hiện tại cơ hội ngay trước mắt còn là các học sinh đưa đến cửa điều này sao có thể không khiến người khác kích động chứ thầy không phô lâu tìm ông chủ lâm ạ à? thấy chủ nhiệm lớp thật sự không biết các học sinh bên dưới cực kỳ kinh ngạc hỏi còn tỏ vẻ cái này mà thầy cũng không biết á à. khiến chủ nhiệm lớp cũng có cảm giác không theo kịp thời đại lạc hậu nhưng vẫn lắc đầu tỏ vẻ không phô lâu bình thường anh rất bận rộn công việc không có thời gian đi tìm ông chủ lâm cho dù biết vị trí cũng chưa chắc có thời gian đi tìm người cho nên căn bản không chú ý tin tức này ngay cả áp tìm ông chủ lâm cũng không rõ các học sinh thấy chủ nhiệm lớp thật sự không biết ai nấy cũng khoa trương há to miệng khiến chủ nhiệm lớp hơi xấu hổ à áp tìm người gì đó đó là cái gì chủ nhiệm lớp hỏi xong một học sinh phía dưới kích động lên bục lấy điện thoại của mình ra biểu thị tại chỗ cho chủ nhiệm lớp biết áp tìm ông chủ lâm là gì cả lớp nhất thời im lặng tất cả học sinh đều trừng to mắt nhìn cảnh tượng này nhất thời trong lớp chỉ còn lại tiếng kích động của bạn học móc di động ra thầy xem đây chính là áp bọn em đều phô lâu rồi tối hôm qua phía trên đã biểu thị vị trí của ông chủ lâm ở nông trường này bán đồ nướng im lặng là cầu nối của sáng nay trần phong trên bục giảng liên tục nháy mắt ra hiệu với người này lại không nhận được chút phản hồi nào ánh mắt chủ nhiệm lớp khiếp lại lặng lẽ xem nhóc biểu diễn còn thỉnh thoảng phụ họa vài câu thì ra là thế như vậy à được nha lợi hại nghe thấy chủ nhiệm lớp khích lệ bạn học cũng rất tự hào còn ấn mở app cho chủ nhiệm lớp xem ảnh chụp đồ nướng trên khu vực tin nhắn đúng chứ app này còn có rất nhiều công năng đều là căn cứ nhu cầu của người sử dụng chậm rãi khai phá ra thấy bạn học này càng nói càng hưng phấn không chút ý thức được vấn đề chủ nhiệm lớp lặng lẽ thu di động trong tay nhóc tịch thu di động tan học kêu phụ huynh đến văn phòng tôi lấy lúc này học sinh nam biểu cảm cứng đờ mới ý thức được bản thân làm chuyện ngốc nghếch gì. Ngoài mặt trường học bọn chúng cấm học sinh mang di động, nhưng cũng sẽ không xét cặp sách của học sinh, cho nên có người mang nhưng không lấy ra, không phát ra âm thanh, giáo viên không phát hiện, thật ra không thành vấn đề. Nhưng chủ động lấy ra đưa đến trước mặt giáo viên giống như bạn học này vẫn là người đầu tiên, khiến cho mấy người trong lớp nhìn ngơ luôn. Chủ nhiệm lớp cũng không ngờ còn có đứa nhỏ đơn thuần như vậy. Sau khi tịch thu di động anh còn cười tủm tỉm sờ đầu nhóc. Đứa nhỏ đơn thuần như vậy cũng không nhiều. Cứ quyết định vậy đi, chuyện cụ thể mọi người cùng thảo luận lúc học lớp nhé. Nghe thấy tiếng chuông vào lớp vang lên, chủ nhiệm lớp cầm di động, bỏ lại một câu, bưng tách trà lắc lư ra khỏi phòng học. Trong nhất thời ánh mắt của các bạn học đều tập trung lên người bạn học bị tịch thu di động này. Cậu! Bỏ đi, trở về chỗ ngồi thôi. Trần Phong muốn nói cái gì, lại cảm thấy đứa nhỏ này hết cứu, trực tiếp lao đi vị trí nông trường trên bảng đen, kêu mọi người vào lớp. Vẻ mặt học sinh nam chua sót trở lại chỗ ngồi. Lúc này cũng vừa vặn vào tiết. Bằng không thế nào bạn học cũng hỏi nhóc có phải vui mừng đến ngốc không, vậy mà lấy điện thoại cho chủ nhiệm lớp xem. Đây không phải chủ động đưa đến cửa để bị tịch thu à. Bên kia trong nông trường, Tiểu Bạch thấy buổi sáng ông chủ còn chưa tới, đã có khách hàng của ông chủ tới xếp hàng chờ trước một bước, cũng có nhận thức mới đối với mức độ điên cuồng của những khách hàng này. Anh nhìn từng người trong nhóm nói muốn tới hỗ trợ anh, mặt lộ vẻ trầm tư. Tối hôm qua sau khi những người này đi, anh và mấy người ở nông trường quả thật hơi bận rộn, kêu một vài người đến hỗ trợ cũng được. Dù sao ba ngày tiếp tục đi làm, tan tầm thì ngồi tàu cao tốc đến giúp đỡ, xong việc lại trở về, tuy mệt một chút nhưng anh tin rằng những người này khẳng định sẽ cực kỳ vui. Nói là làm, Tiểu Bạch lập tức gửi tin nhắn vào trong nhóm công việc. Chuyện sau khi tan tầm này, đơn thuần là tự nguyện. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiểu Bạch, anh vừa gửi tin lên, lập tức đã có người báo danh. Lúc tôi còn đi học đã làm kiêm chức nhân viên phục vụ 2 năm, tôi quen thuộc với công việc này, để tôi làm, tôi sẽ sớm hoàn thành công việc sau đó đi hỗ trợ anh nói xong còn không quên giám đốc hoàng hỏi ý kiến của anh ta dù sao chuyện hoàn thành công việc trước khi tan tầm cũng phải để cấp trên biết chứ trực tiếp đi mất lỡ lãnh đạo không tìm được người thì làm sao đồng nghiệp phía sau học có hình có dạng cũng bày tỏ mình có thể hỗ trợ sau đó thuận tiện giám đốc hoàng giám đốc hoàng có thể nói cái gì đương nhiên là đồng ý rồi các công nhân làm xong phần công việc của mình còn muốn tăng ca miễn phí cho ông chủ lớn anh làm lãnh đạo, còn có thể ngăn cản sao? Vừa vặn anh đi Giang Đông cũng có chút việc, he he cũng có thể đi hỗ trợ. Tới chạng vạn, các khách hàng của lần này đều có kinh nghiệm, trực tiếp gọi xe đến, không lái xe. Lái xe sẽ bị kẹt xe, không có chỗ dừng xe, đến cuối cùng không vào được, cũng không ra được. Tối hôm qua mọi người đến như ông vỡ tổ, không có kinh nghiệm, thời gian đều kẹt trên đường. Hôm nay mọi người cũng sẽ không phạm sai lầm này nữa. Theo khách hàng tới càng ngày càng nhiều, nông trường cũng bắt đầu xuất hiện tình huống chen chúc. Hơn 6 giờ tối Lâm Chu đến nông trường, nhìn thấy cảnh tượng này đã muốn chen vào trong. Sau đó, chen cái gì mà chen, xếp hàng ở phía sau đi, tôi không thích bị chen hàng. Khách hàng bị chen vào trực tiếp đẩy Lâm Chu ra phía sau. Nhiều người xếp hàng như vậy, còn có thể để anh chen ngang à, Lâm Chu cậu không nên bày quầy một mình. Quản gia Tôn và đám dì Phương vốn nói muốn tới hỗ trợ. Lâm Chu cảm thấy tuổi tác mấy gì cũng không còn trẻ, ba ngày làm việc ở biệt thự, tan làm còn phải phụ cậu bày quầy hàng, quá vất vả, nên kêu bọn họ tan tầm về nhà. Kết quả lúc này bị người ta đẩy ra, cũng không ai có thể giúp cậu. Lâm Chu chỉ đành tháo khẩu trang xuống. Người anh em, tôi không vào, các anh ăn cái gì? Lời này của Lâm Chu tràn ngập bất đắc dĩ. Hành động này của cậu dọa anh trai vừa mới đẩy cậu giật mình, theo bản năng sờ chỗ vừa đẩy. Ai yêu điều mé, là ông chủ Lâm à. Thật xin lỗi, thật xin lỗi ông chủ Lâm, tôi còn tưởng có người chen hàng, thật sự vô cùng xin lỗi, tôi không đụng bị thương anh chứ. Nhìn tốc độ lật mặt của anh trai, Lâm Chu không nhịn được nở nụ cười, lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không sao. Là ông chủ Lâm, Ông chủ lâm đến rồi. Ông chủ lâm đến rồi, các anh em mau nhường chỗ, để ông chủ lâm đi vào. Lúc này không biết ai hô to một câu, ông chủ lâm giá lâm, toàn bộ mau tránh ra cho tôi. Trái tim treo lơ lửng của lâm chu cuối cùng chết luôn, nụ cười trên khóe miệng trực tiếp cứng lại. Chính là sợ xuất hiện tình huống mọi ánh mắt nhìn chầm chầm này, cậu đã rất khiêm tốn lên đường. Sau khi cậu bùng nổ trên mạng xã hội, xe và quản gia của cậu đều nổi tiếng, rất dễ dàng bị Phan nhận ra. Không ngờ dọc đường đến đây đều vô cùng bình yên, đến nông trường nhà mình lại chen không lọt. Chỉ có thể tháo khẩu trang xuống bại lộ thân phận, long trọng lên sân khấu. Lâm Chu thuận lợi đi vào nông trường, cảm giác dọc đường đi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, bốn phía được Phan tạo ra một con đường, cậu vừa đi, Phan vừa dơ di động chụp, còn thỉnh thoảng có Phan truyền ra tiếng thét chói tai, tiếng nói chuyện đối với việc ông chủ lên sân khấu như vậy tiểu bạch cảm giác anh nên mặc tây trang đeo cà vạt tới đón người mới đúng chứ không phải mặc tạp về cái này không thích hợp cỡ nào ông chủ tôi đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn rồi hiện tại mang quầy đồ nướng ra nhé được những khách hàng này đã tới từ sớm rồi à lâm chu vừa thay tạp về mà tiểu bạch đưa qua vừa hỏi buổi sáng đã có người đến thế nào cũng đòi giúp đỡ chúng tôi tôi không ngăn cản được nên cho bọn họ lấy số xếp hàng, cũng chờ cả một ngày rồi, cơm trưa cũng kêu shipper giao đến nhưng không ăn, nói chờ buổi tối ăn đồ nướng. Tiểu Bạch là người phụ trách nông trường này, mấy khách hàng đến lôi kéo làm quen cũng đều tìm đến anh, tán gẫu nhiều rồi, anh cũng rất rõ ràng tin tức của những khách hàng này. Ừm, làm tốt lắm. Lâm Chu không chút keo kiệt lời khen của mình, nói xong liền bắt đầu ướp gia vị cho các loại thịt. Đợi đến 7 giờ thì bắt đầu ra quán. Bởi vì hôm nay đổi thành que tre, cũng có thể đóng gói. Với tình huống chen chút ở hiện trường, còn không bằng mua về ăn, dòng người có thể di chuyển cũng ổn, không đến mức chen banh cả nông trường. Dù sao số lượng bàn có hạn, đều bị khách hàng tới từ sáng sớm bao hết. Người xếp hàng sau này đã đứng đủ lâu, vất vả lắm mới mua được xiên nướng cũng không muốn tiếp tục đứng nữa, chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống ăn cho đã. Những khách hàng như bọn họ ăn liền trong nông trường. Những tài xế xe taxi đổ ven đường đều bị dày vò. Mùi thơm cứ chui vào trong khoang mũi của bọn họ. Còn có khách hàng không chờ nổi đã ăn luôn trên xe, là khiêu chiến cực lớn đối với ý chí của bọn họ. Những khách hàng ngày hôm qua chịu kẹt xe, hôm nay ai nấy đều học thông minh, tất cả đều gọi xe tới. Cái này dẫn tới rất nhiều tài xế xe taxi đều biết ông chủ Lâm bày quầy hàng ở nông trường, mọi người sợ kẹt xe liền lựa chọn gọi xe lúc tới thì gọi xe lúc trở về cũng không cần gọi xe nữa vì thế tới buổi tối những tài xế xe taxi đều đến ven đường ngoài nông trường những người ăn đồ nướng đó đều là khách hàng tiềm năng buôn bán tại hiện trường chờ kiếm tiền còn có thể không kiếm sao những người đó ăn đồ nướng lỡ như uống chút rượu nói không chừng còn cần tài xế lái thay đến mức hơn nửa đêm đoạn đường này đều là xe taxi, còn có tài xế lái thay. Khiến những khách hàng của ăn uống no đủ đi ra cực kỳ vui sướng. Người Giang Đông chúng ta là nhân tài, nhìn phục vụ này đi, xe taxi dừng trên con đường này còn lo lắng không về nhà được sao? Đây quả thật không ngờ, thật thuận tiện, vừa nãy tôi còn đang lướt mạng gọi xe cơ. Hai người ăn uống no đủ, uống hơi say khướt dìu nhau đi vào một chiếc xe taxi phía trước, trực tiếp mở cửa ra ngồi xuống. Bác Tài, đi tiểu khu 20. Ok. Tài xế xe taxi hít một hơi, đạp chân ga rời khỏi nơi khảo nghiệm ý chí của anh ta này. Quá trình này mọi người thật sự bị thèm không nhẹ. Hai người say khước dựa vào thành ghế, còn không ngừng lẩm bẩm thịt nướng mới vừa ăn xong. Đồ nướng mà ông chủ Lâm ra tay đúng là khác biệt, tôi phải lai like cho cái mùi vị này. Anh không thấy ảnh chụp mà trong nhóm điên cuồng đăng lên à? tất cả loại thịt nguyên liệu đều là giết tại chỗ, còn có mấy loại rau dưa nấm đều là gieo trồng ở nông trường, cực kỳ mới. tôi thấy còn có khách hàng thấy nguyên liệu tốt, mua một ít tại chỗ, có phải thật không? phải, đều là fan của ông chủ lâm, người phụ trách tiểu bạch của nông trường đó rất dễ nói chuyện. ở bên ngoài đúng là anh không mua được nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn mới như vậy. nghe nói nguyên liệu nấu ăn đều là ông chủ lâm tự dùng, nuôi trồng cực kỳ khỏe mạnh an toàn, chỉ là hơi đắt he he. Hai người tụ lại, vừa cười ngây ngô, vừa thì thầm, nói đến tài xế ở hàng trước lại thèm, không nhịn được hỏi, quý khách, ăn một bữa đồ nướng có đắt lắm không? Hai khách hàng suy nghĩ một chút, bọn họ gọi đại cũng đã tốn ba bốn trăm tệ rồi, hình như hơi đắt. Nhưng nghĩ đến mùi vị liền cảm thấy ngon như vậy, cũng không đắt lắm. Khẳng định là đắt hơn đồ nướng bình thường, nhưng so sánh mùi vị và nguyên liệu nấu ăn vậy thì không đắt nói xong hai khách hàng còn đồng ý gật đầu nếu không phải túi tiền có hạn bọn họ hận không thể mỗi ngày đến ăn còn ăn toàn bộ các loại thịt tài xế vừa nghe giá cả này nhất thời cười cũng không nói ngon thì ngon đó nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể ăn nổi anh đi theo phía sau vất vả kiếm tiền là được ông chủ lâm sẽ ở đây bày quầy hàng một tuần luôn chạy xe ở đây chắc là có không ít mối làm ăn bên kia vài ngày sau Cuối cùng lớp của Trần Phong đã xác định xong tuyến đường của du lịch mùa thu. Bởi vì đồ nướng là buổi tối, du lịch mùa thu khẳng định phải xuất phát vào ban ngày. Ý định ban đầu của mọi người cũng không phải muốn du lịch mùa thu, chỉ là muốn ăn đồ nướng thôi. Sau đó do chủ nhiệm lớp liên hệ với bên phía nông trường, muốn trả tiền cho nông trường để anh dẫn học sinh đi trải nghiệm một ngày làm nông dân, buổi tối thuận tiện ăn đồ nướng. Sau khi chuyện được quyết định, sẽ thông báo đến phụ huynh các phụ huynh mới biết đứa nhỏ nhà mình vì ăn món mà ông chủ lâm làm lại có thể nghĩ ra ý kiến hay như vậy phụ huynh như bọn họ còn không ăn được đồ nướng mà ông chủ lâm làm bọn nhỏ đã sắp xếp trước rồi vì thế phụ huynh thèm ăn nhận được tin tức liền gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp thầy vương bọn nhỏ đi du lịch mùa thu thầy xem có thể dẫn phụ huynh theo không du lịch gia đình cũng là du lịch mà đúng không chủ nhiệm lớp nghe nói như thế còn có gì không hiểu bên này vừa định đáp lời, lại thấy trong di động một phụ huynh khác gọi điện thoại đến. Được lắm, xem ra cũng không phải chỉ có một phụ huynh có suy nghĩ này. Anh mới vừa ở trong nhóm phụ huynh thông báo sắp xếp cuối tuần du lịch mùa thu, nhóm phụ huynh hết người vậy tới người khác gọi điện tới, vậy chắc chắn nói tới chuyện du lịch mùa thu. Chuyện ba ngày có thể đi nông trường trải nghiệm cuộc sống, buổi tối thuận tiện ăn đồ nướng, vẫn tốt hơn những phụ huynh ở ngoài nông trường vất vả xếp hàng, còn chưa chắc có thể ăn được. Vị phụ huynh này, tôi lại có điện thoại do phụ huynh của học sinh khác gọi đến, có lẽ đều là thương lượng chuyện du lịch mùa thu, chúng ta tán gẫu trong nhóm đi. Được, làm phiền thầy Vương rồi. Phụ huynh cúp điện thoại trở lại trong nhóm, chỉ thấy vừa rồi trong nhóm trò chuyện còn chưa ai trả lời, lúc này tin nhắn đã 99 cộng. Trời ạ, à, xem ra sức hút của ông chủ Lâm không chỉ đứa nhỏ nhà mình mê muội, những người lớn này cũng không ngoại lệ thầy vương ơi cuối tuần các phụ huynh chúng tôi cũng rảnh rỗi và rất mong được trải nghiệm việc làm nông có thể dẫn chúng tôi đi cùng không đúng vậy đúng vậy trần linh nhà tôi cũng muốn làm ruộng cùng ba mẹ lắm đúng 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 chúng tôi tuyệt đối không phải vì muốn ăn cơm ông chủ lâm làm nên mới nói như vậy đâu lầu trên nói bậy bạ gì thế thầy vương chủ yếu là chúng tôi muốn trải nghiệm việc làm nông thôi anh hiểu ý của chúng tôi chứ các phụ huynh vốn định lén lút tìm chủ nhiệm lớp bàn bạc vừa thấy mọi người đều nghĩ như vậy nhất thời nói thẳng bình thường các phụ huynh đi làm công an lương đều rất bận rộn vất vả lắm mới có cơ hội ăn được món ông chủ lâm làm thế nên họ sẵn sàng bỏ hết vốn liếng để ủng hộ chuyến du lịch mùa thu lần này kế hoạch ban đầu chỉ là giáo viên dẫn các học sinh cùng đi du lịch mùa thu cuối cùng lại cứ thế bị các phụ huynh trắng trợn gia tăng quy mô sau đó chủ nhiệm lớp lại chạy đi thương lượng với tiểu bạch ban đầu tiểu bạch còn định tìm lâm chu trao đổi nhưng anh nhớ lại lúc tìm ông chủ nói về chuyện này lần trước ông chủ đã tỏ vẻ tùy anh sắp xếp đành từ bỏ ý định đó trang trại vốn không định nhận việc này nhưng trường tiểu học quốc tế đúng là rất có tiền chỉ cần đưa đủ tiền là cái gì cũng dễ nói hơn nữa còn là chủ động đưa tiền đến để yêu cầu làm việc nữa chứ làm gì có chuyện tốt thế này tiểu bạch chưa từng thấy cách kiếm tiền nào đơn giản như vậy vừa nghe buổi du lịch mùa thu còn có ba mẹ của các học sinh tham gia có lẽ sẽ nhiều người hơn đương nhiên cũng thêm tiền anh lập tức đồng ý anh còn nghĩ đám học sinh tiểu học này được nuông chiều từ bé đến lúc đó còn chưa biết có thể làm việc được không đừng phá hư vườn rau của anh là được bây giờ phụ huynh cũng đến thì tốt quá rồi phụ huynh là người lớn tìm một ít nhân viên dạy cho bọn họ chắc cũng không đến mức phá rối đâu nhỉ. Một mình Tiểu Bạch tiếp nhận hạng mục này. Dù sao mấy hoạt động này đều tiến hành vào ban ngày, không làm trễ nải việc bày quầy bán hàng của ông chủ, có thể tăng tiền lời cho trang trại, lại còn có người trả tiền để đến làm việc nữa. Chật chật chật. Sự cuốn hút của ông chủ đúng là lớn thật, nhìn đống đồ nướng kia kìa, làm tới mức nào luôn rồi, dựa theo độ hot hiện nay, sớm muộn gì trang trại anh phụ trách cũng có thể trở nên lớn mạnh hơn, phấn đấu trở thành sản nghiệp kiếm tiền tốt trên danh nghĩa của ông chủ tiểu bạch có động lực nên tinh thần hăng hái lúc phân công công việc luôn tươi cười rạng rỡ dáng vẻ tràn đầy năng lượng này khác hẳn thời điểm anh vừa bị điều đến trang trại lúc trước đàn ông có hy vọng tiến triển sự nghiệp đúng là khác bọt hẳn cứ như có được mùa xuân thứ hai vậy giúp tăng sức hấp dẫn cá nhân của người ta lên rất nhiều anh đeo tạp về cả người tràn trề sức lực vừa đi đường vừa ngâm nga ca hát là lá la 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 la. Lâm Chu ngủ một giấc đến lúc tự nhiên tỉnh dậy. Ăn sáng xong rồi đứng trong sân kéo giãn cơ. Gần đây cậu làm việc chăm chỉ và tan làm từ sáng sớm, cậu ngủ thẳng đến tầm 11 giờ tự nhiên thức giấc, ăn bữa nửa buổi, còn buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi. Đến buổi tối cậu lại phải đi bày quầy bán hàng. Khỏi phải nói, thời gian làm việc và nghỉ ngơi rất cố định. Bận thì đúng là bận thật. Cơ bản là bắt đầu từ 7 giờ cậu đã đứng trước lò nướng, động tác nướng xiên que trên tay không hề dừng lại. Việc đầu tiên cậu làm mỗi ngày khi quay về là đi tắm, khắp người toàn là mùi khói nướng. "Cậu Lâm, bác sĩ vật lý trị liệu đã hẹn sẽ đến đây trong vòng nửa tiếng nữa, cậu có muốn đến phòng nghỉ nằm một lát trước không?" Lâm Chu nhàn nhã phơi nắng, quản gia Tôn Bưng một ly nước trái cây đến. "Tuần này cậu trở về, nhóm quản gia Tôn ngày nào đi làm cũng đầy hăng say." ba người cứ vây quanh cậu trà chiều mỗi ngày đều là họ tự nấu tự pha không có món nào trùng lập chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà trông cậu đã béo hơn một tí rồi lúc chú trương đến chơi cũng phải tấm tắc khen nhóm quản gia tôn biết chăm sóc người lần nào ông đến cũng mang theo đủ loại thực phẩm dinh dưỡng đưa quản gia tôn làm cho lâm chu ăn buổi vật lý trị liệu đã hẹn hôm nay cũng có sự tham gia của chú trương cậu vừa uống xong ly nước trái cây xe của nhà họ Trương đã chạy vào cổng lớn. Ha, cháu nhàn nhã thảnh thơi quá nhỉ. Thiệp mời kết hôn của Trương Minh Viễn đã được phát đi, không biết bao nhiêu người đã tặng quà và ghé thăm. Trương Minh Viễn còn phải làm việc, phần lớn những chuyện tiếp đãi khách khứa này đều rơi lên đầu Trương Kiến Quân. Dù sao ông cũng là trưởng bối, ông không làm việc này thì ai làm, sao hôm nay chú rảnh hẹn cháu làm vật lý trị liệu thế? Tất nhiên Lâm Chu cũng biết chuyện gần đây ba con nhà họ Trương rất bận rộn, ngoại trừ tối thứ hai cậu gọi bọn họ đến trang trại ăn đồ nướng ra thì mấy hôm sau họ đều bận biệu không đến được, muốn ăn toàn gọi vệ sĩ hoặc trợ lý đi mua thay. Chú quản cho Minh Viễn cả rồi. Lâm Chu không nhịn được bật cười. Mỗi ngày xem hai ba con nhà này đấu trí đấu dũng rất thú vị. Chú nói với anh Minh Viễn thế nào? Giấy chứng nhận trại cá mà nó mua cho cháu đã làm xong rồi chú dẫn cháu đi ngó coi có thích không nếu không thích thì bảo nó mua cái khác cũng không biết gu của nó thế nào nữa trương kiến quân không coi trọng gu của con trai mình cho lắm ông không đích thân đi nhìn xem thì không thể yên tâm hở mua cái trại cá thật ạ à? lâm chu vô cùng bất ngờ không ngờ anh minh viễn không chỉ có tính cách tổng tài bá đạo mà hành vi cũng y vậy luôn Cậu còn chưa nhận được phần thưởng nhiệm vụ hệ thống tuần này mà đã nhận được quà từ tổng tài bá đạo trước rồi. Đúng là không tài nào ngờ được. Hèn gì có rất nhiều cô gái thích tổng tài bá đạo, tùy tiện vung tay là cả một trại cá, thử hỏi người bình thường nào đỡ nổi, vậy chúng ta làm vật lý trị liệu xong thì đi xem ạ. À. Đã hơn 10 ngày Lâm Chu không đi câu cá, nghe vậy đúng là hơi rục rịch. Vì vậy sau khi hai người làm vật lý trị liệu xong thì mang theo dụng cụ câu cá đi đến trại cá Trương Minh Viễn mua. Lúc này, Lâm Chu đang đứng cạnh hồ cá, khó tránh khỏi nghĩ đến lời kịch kia. Tôi muốn cho tất cả mọi người biết, cả ao cá này đã bị em nhận thầu. Phục. Hình ảnh quá vi diệu, Lâm Chu lập tức bật cười thành tiếng. Trương Kiến Quân đang đánh giá xung quanh ao cá thì nghe tiếng cười của Lâm Chu. Ông ngẩng đầu nhìn thấy lâm chu cười không ngừng được thì vì cười theo dáng vẻ này chắc là thích rồi đây quả nhiên là người trẻ tuổi da mặt mỏng ngoài miệng nói không cần nhưng khi mua rồi vẫn thấy cực kỳ vui vẻ cháu thích không thích thì quay về bảo anh minh viễn của cháu mua thêm vài chỗ nữa trương kiến quân thấy bình thường lâm chu không có sở thích gì suốt ngày chỉ thích ru rú trong nhà lúc cậu rảnh rỗi chả làm gì không phải đi câu cá thì chính là ở nhà chơi game không hề chạy nhảy khắp nơi như con cái nhà người ta chính ông đều hận không thể tự ra trận dẫn lâm chu đi chơi mấy trò mà ông từng chơi lúc còn trẻ nhưng lại sợ làm hư đứa nhỏ này bây giờ thấy cậu thích trại cá như thế khi nào trở về ông lại mua thêm mấy cái mới được đừng 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 cháu chỉ nhớ đến một cảnh trong phim truyền hình nên cảm thấy thú vị thôi để cháu tìm lại rồi cho chú xem này lâm chu mỉm cười lấy điện thoại ra lên mạng tìm lời trích dẫn ao cá của tổng tài bá đạo trương kiến quân vừa xem xong cũng phải bật cười đúng là hơi có ý kia thật nhỉ lúc trương minh viễn đến đã thấy hai người này ôm điện thoại cười ngặt nghẽo còn có thể nghe loáng thoáng tên của anh nữa đây là đang làm gì vậy thích câu cá đến thế à thấy ao cá nên vui vẻ hả ba tiểu lâm trương minh viễn không chần chờ xuống xe bước đến cùng trợ lý anh minh viễn tới rồi trong lúc Lâm Chu cười đùa, cậu thu đi điện thoại không để lại dấu vết. Cười chết, hiện tại cậu nhìn thấy Trương Minh viễn lại không kiềm chế nghĩ đến mem kia, căn bản không nhịn cười nổi. Trương Kiến Quân cũng hiểu được ho khan hai tiếng mới bình tĩnh lại. Cũng không thể để đương sự biết bọn họ đang cười cái gì, bằng không phải chịu khí lạnh của người này tấn công mất. Ừm, tán gẫu cái gì vui vẻ thế. Tính cách Trương Minh viễn lạnh lùng kiêu ngạo, trước giờ không có bạn bè gì, thật ra quan hệ ba con cũng bình thường thẳng đến sau khi ba anh về hưu mấy tháng nay quen biết lâm chu ba con bọn họ giống như có sở thích chủ đề chung mới có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống cùng nhau giao lưu quan hệ mới tốt hơn một chút hiện tại cũng có thể ở chung với nhau thỉnh thoảng nói đùa mấy câu không nói gì cả tiểu lâm thích bãi câu cá ba nói kêu con mua cho cậu ấy thêm mấy cái trương minh viễn nghe lời này cũng không hoài nghi lúc đến quả thật nhìn thấy lâm chu cười rất vui vẻ cảm giác món quà mà bản thân dốc lòng chọn ra được đối phương thích cũng rất tuyệt vẻ mặt trương minh viễn mang theo sự ấm áp nói với trợ lý phía sau thích là tốt rồi mua cả mấy đầm cá dự bị đi lâm chu thấy anh làm thật thì hoảng sợ một đầm cá là đủ rồi lấy nhiều đầm như vậy làm gì hiện tại cậu nhìn thấy cá là sợ căn bản không muốn ăn đừng 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 nhiều đầm cá như vậy làm sao dùng hết chứ lâm chu giữ chặt trương minh viễn kêu anh đừng mua không gánh nổi thật đó lâm chu câu cá hai tiếng cuối cùng lúc đến nông trường bày quầy hàng còn mang theo một túi cá tiện thể cho thêm cá nướng vào thực đơn đồ nướng buổi tối có thể cướp được cá gì phải xem bản lĩnh của mọi người rồi ồ quao wow, ông chủ lâm còn tự mang nguyên liệu đến cho chúng ta làm đồ nướng nhiều cá như vậy tự mình câu à Mấy khách hàng nhìn cá lớn cá nhỏ trong tay Lâm Chu thì vô cùng kinh ngạc. Trong đó có người mê câu cá nhìn thấy, không nhịn được hỏi, ông chủ Lâm con cá này câu ở đâu vậy, lớn thế. Khi nói chuyện, ánh mắt nhìn chầm chầm cá lớn trong tay Lâm Chu, hiển nhiên đã động lòng. Con cá này thật tư sống, không ngờ ông chủ Lâm còn là một cao thủ câu cá. Đầm cá tư nhân, không nói được. Lâm Chu cười đáp lại mọi người, gặp phải vấn đề cần trả lời, thuận tiện giải đáp một chút. Sau khi nổi tiếng, cậu vẫn giống như trước đây, mỗi tuần đều bày quán ven đường như thường. Cũng vì thái độ hòa nhã cho dù đã nổi tiếng của Lâm Chu, khiến tất cả mọi người cảm nhận được sức hút nhân cách trên người cậu, mọi người đu càng một lòng một dạ hơn. So với một vài người nổi tiếng trên mạng sau khi hót lên thì thay đổi, ông chủ Lâm quả thực chính là một dòng nước mát. Rõ ràng là người giàu, thân phận càng đào càng vô lý, có tiền tới mức này còn vất vả bày quầy hàng bán đồ ăn để mọi người ăn được món ngon như thế cũng thấy cảm động chuyện này đổi vị trí suy nghĩ thử nếu bọn họ có tiền như vậy sẽ vất vả ra ngoài bày quầy hàng kiếm chút tiền này à họ đã ăn chơi xả láng từ lâu rồi ngẫm lại bọn họ sinh ra một tâm trạng kính nể đối với ông chủ lâm đây đại khái chính là tình yêu nồng nhiệt nhỉ cũng chỉ có tình yêu nồng nhiệt không lo lắng vì tiền tài một lòng một dạ nghiên cứu nấu nướng mới có kỹ năng trâu bò như vậy nói thật mọi người đúng là chưa từng ăn đồ ăn được nấu bởi kỹ năng đỉnh của chóp tới mức này một đám người kích động nhìn bóng dáng lâm chu đi vào nông trường nhìn thấy ông chủ lâm cũng giống như nhìn thấy hy vọng của món ăn ai má ơi tôi thích ăn cá nướng có một lần ông chủ lâm ở cổng chợ bày quầy hàng có cá thu đao nướng lúc ấy không ăn được hiện tại ăn cá nhỏ nướng cũng được tôi thấy rất nhiều chủng loại cá đây chính là ông chủ lâm tự mình câu phía trước khẳng định đều cướp không biết đến lượt tôi còn không nói đến chuyện này những học sinh tiểu học trong nông trường là chuyện gì vậy còn có những phụ huynh đã chiếm hết vị trí phía trước rồi nghe nói là một lớp học lẫn phụ huynh đều muốn ăn đồ nướng mà ông chủ lâm làm đập tiền vào để ban ngày đến nông trường tổ chức hoạt động làm nông du lịch mùa thu buổi sáng đã tới rồi đừng nói vậy bọn họ cũng không dễ dàng gì tôi đến sớm nhìn những phụ huynh ăn mặc sang trọng làm nông hiện tại ai nấy cũng như dân chạy nạn cũng không trở về chờ ăn đồ nướng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha